I'm in the forest. Come alive. Walk and talk on the count of five. 1, 2, 3, 4, 5. Hello, hello, what's up you guys? I'm Jenny. Chào các em, là cô Jenny đây. Các bạn ơi, hôm nay cô đang đứng ở trong lớp học các bạn ạ. Vậy, các bạn có đoán ra chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì không nhỉ? Đó chính là về đồ dùng học tập đấy các em ạ. Vậy, đồ dùng học tập trong tiếng Anh đọc là gì các bạn nhỉ? Đó chính là school things. School things. Các bạn nói theo cô nhé. School things. School things. Very good. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết nào. Let's go. Từ đầu tiên trong chủ đề school things của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là từ book. 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 Book là một cuốn sách phải không các em? Chúng ta sẽ cùng học cách phát âm với cô nhé. U. Book. Âm u ngắn các em nhé. Book. Và không quên đọc âm ca nhé. Book. Book. Very good. Cùng cô đánh vần nào. B-O-O-K. Book. Book. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have 10 books. Very good. Làm lại theo cô một lần nữa nào. Books. Books. Book. Books. Very good. Từ tiếp theo trong chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là từ pencil. Cùng đọc theo cô nhé. Pencil. Pencil. Cùng đánh vần với cô nào. P-E-N-C-I-L. Pencil. Cô đố các bạn biết từ pencil có nghĩa là gì đấy? À, cô nghe một vài bạn vừa nói rằng là pencil có nghĩa là cái bút chì phải không? Đúng rồi, pencil có nghĩa là một cái bút chì các em ạ. Chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô nhé. Pencil. Pencil. One pencil. Three pencils. Very good. You got it. Ruler. Ruler. Đọc theo cô nhé. Ruler. Ruler. Một lần nữa nào. Ruler. Ruler. Very good. Cùng cô đánh vần nào. R-U-L-E-R. Ruler. Ruler. One ruler. Three ruler. Green ruler. Gray ruler. I have a ruler. I have a ruler. Very good. Từ tiếp theo của chúng ta đó là từ pencil case. Pencil case. Đọc thể theo cô nhé. Pencil case. Pencil case. Very good. Cùng cô đánh vần nào. P-E-N-C-I-L. C-A-S-E. Pencil case. Cô đố các bạn biết pencil case có nghĩa là gì đấy? À, đó chính là cái hộp đựng bút đúng không nhỉ? Có vẻ là chủ đề school things là chủ đề vô cùng quen thuộc đối với chúng ta phải không các em? Chúng ta sẽ cùng đọc lại với cô một lần nữa nhé. Pencil case. Pencil case. Blue pencil case. Red pencil case. I have a pencil case. Very well done. Pen. Pen. Pen là từ chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ các bạn nhé. Pen. Đọc lại theo cô nào. Pen. Cô đố các bạn biết pen có nghĩa là gì đấy? À, cô nghe lại một vài các bạn sẽ nói đó là cái bút mực phải không? Chính xác, đó chính là cái bút mực các em ạ. Cùng đọc lại theo cô một lần nữa nhé.
pen, pen. Bây giờ cùng cô đánh vần nào. P E N, pen, pen. A red pen, three yellow pen. Very well done. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến từ eraser. Eraser. An eraser. 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 Cùng cô đánh vần nhé. E R A S E R. Eraser. An eraser. Three erasers. I have an eraser. Very good. Từ tiếp theo của chúng ta đó là từ notebook. Notebook. Đọc lại theo cô nhé. Notebook. Một lần nữa nào. Notebook. Notebook. Giỏi lắm các em. Và cùng cô đánh vần nào. N-O-T-E-B-O-O-K. Notebook. Notebook. One notebook. Three notebook. You did it. Từ tiếp theo chúng ta tìm hiểu đó chính là từ bag. Bag. Đọc lại theo cô một lần nữa nhé. Bag. Một lần nữa thôi nào. Bag. Chính xác rồi các em. Giờ cùng cô đánh vần nhé. B A G. Bag. Bag. Pink bag. Three yellow bag. 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 Cô đố các bạn biết đó là cái gì đấy? Cái cặp sách. À, cô nghe có bạn đã nói rất là to, đó chính là cái cặp sách đúng không nhỉ? Cái cặp sách là bag. Nó giúp cho chúng ta đựng toàn bộ đồ dùng học tập và mang đến trường đấy các em. Bag. Bag. Cô Jenny đố các bạn biết là cô giáo sẽ dùng cái gì để mà viết lên bảng đấy? À, có bạn nói rất là to đó là phấn đúng không nhỉ? Phấn trong tiếng Anh đọc là gì các em? Và hôm nay cô Jenny cùng các bạn sẽ cùng tập đọc nhé. Chalk. Chalk. Đọc lại theo cô nào. Chalk. Nào cô sẽ dạy các bạn âm CH trong tiếng Anh sẽ đọc là như nào nhé. Chalk. Chalk. Một lần nữa nào. Chalk. Listen. Chalk. Very good. Các bạn sẽ cùng cô đánh vần nào. C H A L K. Chalk. Chalk. Các em làm tốt lắm. Very good. Lúc nãy cô Jenny vừa mới đố các bạn đúng không nhỉ? Là phấn được viết lên bảng. Vậy bảng trong tiếng Anh đọc là gì các em? Và cô cùng với các bạn sẽ cùng tập đọc nhé. Board. 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 Các bạn sẽ đọc với cô từng âm một nào. Or. Or. Board. Board. Đúng rồi đấy, chúng ta thường lấy một vài ví dụ nào. A black board. A white board. Board. Cùng cô đánh vần nhé. B O A R D. Board. Board. Very good. Chúng ta vừa mới tìm hiểu một vài các đồ dùng học tập trong chủ đề school things của chúng ta phải không các em? Các em có còn nhớ không nhỉ? Và bây giờ là thời gian cô và các em sẽ cùng review lại những câu, những từ mà chúng ta vừa mới được học các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ hỏi các bạn với cấu trúc câu. What is it? What is it? Các bạn sẽ trả lời cô với mẫu câu is và cộng với các đồ dùng học tập của các em. Cùng cô thực hành nhé. What is it? It's a pencil case. What is this?
is a notebook. What is this? Is a ruler. What is this? Is a pencil. What is this? It's a book. What is this? It's a pen. What is this? It's a board. What is this? It's an eraser. What is this? It's a chalk. What is this? It's a bag. Đó là toàn bộ nội dung bài học của chúng ta ngày hôm nay đấy các em. Các em ở nhà hãy cố gắng xem video của cô thật nhiều lần để chúng ta cùng thực hành với cô. Và ngoài ra, các bạn có thể tìm bạn của mình và cùng thực hành để chúng ta trở nên thành thạo các bạn nhé. Bây giờ, cô xin chào tất cả các em và buổi sau chúng ta sẽ cùng học về một chủ đề mới các em nhé. Goodbye!